Dẫn pháp triệu hồi chi thuật. Cuối cùng thì cũng được leo rank mùa mới rồi các bạn ơi. Chờ con hơn cả chờ mẹ đi chợ về nữa. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng, mở đầu cho chuỗi giáo án đỉnh cao mùa 9 này. Là một bài tuy mới nhưng mà cũ, nghe tên tôi là hội nghiên cờ lâu lắm phải thốt lên. À quen thế nhỉ. Các bạn đoán đúng rồi đấy, hư không đã trở lại mùa 9. Và video này mình sẽ đánh mốc cao nhất 80-0 để triệu hồi con Baron khắc bay cái lobby này. Giờ thì vào game luôn chứ nhỉ. Huyền thoại mình chọn cho trận đấu này là Pengu. Và vùng đất được vote ở vòng đầu tiên là trường đại học Piltover. Về lõi đầu tiên là lõi kim cương luôn đấy, quá đã. Sau 3 ra quái đầu thì mình có được một cái BF này, một cái váy, một cái giáp, Manja 2, Poppy 2 và mấy đồ thông nữa. Pengu tới chơi và tất nhiên là mình lấy khổng lồ tí hon mà Pengu cho rồi. Hai cái lõi kia đều phải lấy đồ để chốt máy sớm nên là mình xin phép từ chối. Vừa chọn xong thì có Kassadin, mình thay luôn vào cho đủ 3 hư không trên sân. Sau đấy thì gặp một ông 4 chết nhưng mà một sao và không kích được hệ nào, lại còn không có đam hay tanh gì sất. Thế là cá hư không hất tung góp phần cho mình chiến thắng. Đã lấy lõi này để đánh thua rồi mà vẫn win thế đấy. Chó ga lên 2 nên là mình up 4 thêm Poppy 2 sao vào để kích can trường luôn. Sang nhà hàng xóm thì thấy có một chú khủng long bé bỏng xuất hiện rồi. Ông này có hẳn 2 ấn Vito vào luôn mà chất đừng hỏi. Thôi về lo cái thân của mình đã. Và mình gặp một nhà 3 đấu sĩ không đồ. Tanh thì có nhưng mà đam thì bằng không nên là mình thắng quá dễ hiểu. 2.3 thì mình gặp ông này có 2 thách đấu kẹp 2 thiện xạ. Ông ấy lấy lõi tiền nên là mình vẫn win thôi. Được cái là mỗi round mình có 2 vàng rơi ra từ lõi nên là mình có luôn 10 vàng rồi. Lượt đi trận đầu tiên đập ngay vào mắt mình là con Kassadin cầm kiếm. Lấy được nó thì vừa có Kassadin 2 lại còn có đồ cho nó sai quá đã. Nhưng mà tất nhiên là Kassadin là của người khác, còn mình chỉ lấy được Darius mặc váy rồi. Về nhà up 5 bỏ thêm Velcot là mình có 2 phù thủy tối thượng rồi. Trông team cũng mạnh đấy nhưng mà không chủ quan được. Đây này, ông này Piltover lại còn kẹp phép, lại còn toán 2 sao nữa. Cũng kinh đấy nhưng mà chẳng qua là mình kinh hơn thôi. Vô cùng bó cẩn để không mất chuỗi trước quái nhưng mà game bận. Cho mình gặp luôn một nhà 2 đấu sĩ mà con cá sấu còn cầm vũ điệu châu điên nữa. Ở đằng sau thì con rắn tha hồ nhãn nanh độc. Trời đánh không tránh được mất chuỗi, không những thua mà còn thua đau ấy chứ. Sao mà đó được. Người đá dỗ dành mình bằng một con Rek'Sai thêm cái Neko xịn và một đống vàng nữa. Đấy phải thế chứ. Rek'Sai ra sân luôn cầm huyết kiếm không chần chừ. 3.1 mình thua một nhà 4 chết. Vâng xin nhắc lại là 4 chết đấy ạ. Trời cúc bế cầm kéo đi chịu rồi. Các bạn có thấy con quen nó cắt trụi đầu từ thằng nhà mình không? Quá điên luôn. Ba cái lõi vàng cho mình lựa chọn vì bà mình vào phong hư không rồi nên là mình chốt luôn tiến hóa ổn định. Kassadin rơi ra từ lõi lên 2 luôn. Mình áp 6 thêm veo cọt vào sân và bán đi một lượt các thứ không cần thiết để eco 50 tiền. Ngay sau đấy thì mình gặp một đồng chí cũng hư không. Nhưng mà hư không level 6 nó khác hư không level 5 chứ đúng không các bạn? Đoạn này thì mình cứ bắt về các thứ hư không rồi áp cấp dần để tí nữa slow roll ở 7 thôi. Và tiếp theo thì mình gặp một ông chơi pháp sư đa chú nhưng mà có mỗi Timo bé bỏng là 2 sao. Còn lại thì toán 1 sao. Chắc là đằng ấy đã rồn cặn trong bất lực của đấy. Nhìn hàng chờ toán đôi thông đi kia cơ mà. Cũng thường thế nhưng mà thằng nào yếu thì thằng ấy bị đấm thôi bạn này. Ở chợ có con Rek'Sai cầm xẻng bị bỏ lại. Mình đấp luôn để lên các xe 2 càng sớm càng tốt. Để còn củng cố cái chuỗi thắng này chứ. Lại hư không nữa, ông này còn kinh hơn cả ông trước. Có cai sao lại còn kẹp cả Piltover nó cháy thực sự. Nhưng mà bài mình gần full 2 sao rồi nên là xin phép dập lửa để tránh hậu họa về sau. Mình đi vi hành một lượt thì thấy là không cần thiết phải lên 7 luôn. Vì các nhà còn khá là yếu, cứ để thanh kinh nghiệm ở 38/40 cho round sau nó free lên 7. Tiết kiệm được tí tiền của roll lên 3 sao nữa. 3.6 thì mình gặp ông này chắc là định đánh thiện xạ Aphelios đấy, thấy mùi rồi. Và tất nhiên là mình có Witchic. Roll nhẹ cái có Yasuo và sau đấy thì mình có thêm 2 cái cung, một cái giáp mà bầy chim cho nữa. Kai'Sa tự ra cho đủ 6 hư không luôn, quá ok. Thêm cái quyền năng cho Rek'Sai là đẹp này. Tiền thừa khá là nhiều nên là mình roll tiếp nhưng mà chỉ có được 2 Kassadin thôi. Có vẻ như là Timo pháp sư đa chú đang hot nên là nhiều anh em chơi phết. Ai cũng muốn thử Timo 4 sao mà. Ông này cũng thế. Nhưng mà nhà mình có chống chịu tốt quá nên là các pháp sư bên kia trưởng gãy tay cũng không chết được. Cộng 1 cho Witchic. Lượt cho lõi cuối cùng là 3 cái lõi vàng. Túi đồ siêu cấp không quá cần thiết vì đồ của mình cũng đẹp rồi. Độc dược sĩ khá là ngon vì nó có thể giúp cho team mình có thêm sát thương chuẩn và hồi máu. Không phải hôm nay không ngon nhất nên là mình sẽ roll cái lõi này. Ui dồi ôi, bàn tay vàng trong làng roll lõi có luôn huy hiệu không mà. Cơ hội triệu hồi con quái vật Baron đi rồi. Mình định đánh Rek'Sai 3 nên là vẫn tiếp tục slow roll nhưng mà chắc là mấy ông kia bắt hết rồi, không ra con nào cả. Thôi cho Yasuo cầm ấn để kích thêm thách đấu cho Kai'Sa nữa. Ngay sau đấy thì mình hội ngộ nhà thích khách quần đảo bóng đêm giờ đã có kêu ba rồi. Nhưng mà team của mình có sứ giả khống chế và chống chịu tuyệt vời. Rek'Sai có đồ và hồi phục, thêm cơn mưa Aikathia từ Kai'Sa nữa thì kêu không có khả năng cắt chuỗi của mình luôn. Mình roll tiếp thì có Yasuo 2, 8 Kassadin và Rek'Sai thì vẫn chờ trốn tìm.
À đây rồi, hóa ra là nó trốn bên này. Thế đếch nào mà năm Surima rồi mà vẫn cứ giữ đất sai của tôi để tôi luôn muốn chết không ra con nào vậy. Thiếu gì đồ si trong kẹp đâu. Thấy chưa, hàng tay có đủ cho hoàng đế sa mạc Asia gọi lý cát ra đâu. Bán đếch sai đi nhá, không tí nữa gặp lại được kiếp ấy. Em có biết gì đâu. Gậy ngon lấy các sa đi về lên ba cũng được đấy nhỉ. À, được thì cũng không đến lượt mình. Thôi lại red side vậy. Về Ron tiếp thì cũng được thêm một con. Và mình gặp luôn người anh em chơi pháp sư đạt chú kẹp Demacia Sona Carry và đã đủ form rồi. Ấy nhưng mà đủ form chứ không đủ sức ăn mình. Chuỗi 8 quá đơn giản. Mình roll tiếp thì Cassadin lên 3, còn Red Side thì vẫn không thấy đâu. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu rồi. Roll nữa để tiến lên 8 thì mèo vẹt vậy. Trước khi đến với round đồ lẻ cuối cùng thì Riot thử thách mình với một nhà thiện xạ Targon kẹp Cassadin 2 sao. Mình muốn kiếm một đồ đam khác cho Red Side nên là chưa chia đồ cho nó ngay. Sau đấy thì áp 8 roll nhẹ và mình thêm được Aatrox vào trong đội hình. Gặp ngay đồng chí này Kai'Sa tưởng ngon nhưng mà dàn tay cỡ này không ai cứu nổi Kai'Sa đâu. Tròn 10 round thắng cho mình rồi đấy. Nữ chúa hư không mèo vét giả đáo cho Taric nghỉ hưu luôn để 8 hư không vào sân. Nãy giờ mới sứ giả thôi mà còn không ai chơi lại. Thì bây giờ có 3 round, các bạn đoán xếp ai sẽ top 1 game này ạ. Ôi dồi ôi, Rek'Sai với cả Kai'Sa còn chưa kịp khởi động thì 3 round đã nhổ bay hàng sau của kẻ địch rồi. Tiễn lừa ông này về với top 6, khiếp chua. 3.5 mình gặp lại Aphelios thiện xạ Targon. 2 sao bắn thì cũng rát đấy, nhưng mà sau đấy có hạ gục được Rek'Sai và Kai'Sa của mình thì con quái vật Baron vẫn bất tử. Cút ra ngoài. 7k7 đam quá khủng khiếp. Đi chợ mình lấy kiếm súng về cho Kai'Sa chứ không trông chờ gì vào con Rek'Sai này nữa rồi. Mình tập trung trách bài xếp nhà vì hất tung đầu trận của con Baron rất quan trọng để mình có được chiến thắng. Đây rồi, dấu tích chỉ thẳng nhà thích khách của đá bóng đêm. Mình sẽ xếp Baron ngay trước mặt Gwen và kêu. Và nó hất quá đẹp. Liên tục là những pha nhổ thẳng đầu từng kẻ địch đến từ vị trí của Baron. Và chiến thắng cho team hư không nhà mình. Dấu tích tiếp theo báo gặp nhà người anh em song sinh. Mình sẽ khiến hắn phải trả lại red side cho mình. Up 9 luôn. Đeo vét 2 sao nhưng mà không có đồ. Và thế là nữ chúa hư không chỉ biết dễ dụa và chờ đợi để biến thành con mồi ngon cho Baron. Top 4 cho người anh em và chuỗi 14 cho mình. Cùng là hư không nhưng mà hai số phận khác nhau. Ở round dòng thần 6.1 này thì mình lấy được thêm hòm đồ. Sau đấy thì roll lên được Kai'Sa 2 và 7 con Rek'Sai nữa. Mở hòm đồ lấy mũ cho Kai'Sa thì mình gặp nhà 7 Surima với Cassante 2 cầm đồ khá là đẹp. Nó liên tục hất tung và đá tướng của mình ra khỏi sàn để Azir đằng sau chỉ việc gọi lính cát ra dọn dẹp. Kai'Sa của mình né đi, núp sau lưng Baron để không bị đá. Baron không những rất trâu mà còn trả đam rất nhiều. Kết liễu đi từng quân lính Surima và cuối cùng là Azir. Mình thắng một chết, đúng một chết luôn. Và suýt nữa thì mất chuỗi. Lobby giờ còn có 2 người thôi. Mình cũng có 6 Kai'Sa 7 Rek'Sai rồi. Nên là phải điên cuồng roll để tìm 3 sao. Nhưng mà không ra bất kỳ một con nào nữa. Mình vẫn còn Neko và trận đấu sẽ kết thúc sớm hơn nếu mà mình Neko còn béo vét lên 2. Và mình sẽ có chiến thắng 100 máu. Nhưng mà mình lại muốn cống hiến Kai'Sa 3 cơ. Và cái giá của sự cống hiến này thì chắc là các bạn cũng biết rồi đấy. Baron của mình một hướng vì mình không kịp xếp Cassadin. Còn đối thủ thì đã kịp đổi bên rồi. Azir sau khi thăng hoa thì sát thương rất lớn. Nó liên tục xiên vào người Kai'Sa của team mình. Thần quyền Nasus với băng giá vĩnh cửu làm lạnh hết cả chân tay của mình. Thế là mình thua. Mình roll tiếp nhưng mà Kai'Sa vẫn bật vô âm tín. Thôi để xếp lại đội hình để cho Baron trước mặt Cassante. Counter không cho nó hất tung. Còn Cassadin sẽ chống chịu một phần từ Azir để câu kéo cho đồng đội. Yasuo cũng góp sức với những pha lốc và chân chối đối thủ để câu giờ cho Kai'Sa làm gọi tên đồ tể Cassante này. Sau đấy thì Azir cũng chung số phận. Và mình đấm nhà này chỉ còn lại 8 máu. Đi chợ lần cuối cùng thì mình nhặt về béo vét 2 sao cầm kiếm tử thần. Về đến nhà thì roll mạnh lần cuối cùng và chỉ bắt được thêm một red side. Thế là mình Neko nó lên 3 luôn. Có lẽ đến đây là kết thúc vì các tứ chủ lực của mình đều đã được upgrade rồi. Chỉ tiếc là không có được Kai'Sa 3 thôi. Đây là đội hình mà mình thấy khá là khỏe nếu mà lên được 8 và triệu hồi được con quái vật Baron. Nếu mà có nữ không thì các bạn cứ mạnh dạn quất bài này mà leo rank nhé. Các bạn muốn mình làm video về đội hình nào thì comment ở phía dưới cho mình biết với. Mùa này nhìn bài nào cũng muốn chơi luôn ấy. Giờ thì bye bye, chúc các bạn leo rank vui vẻ.